đây rồi ông anh đi rồi đây, chuẩn bị đi giờ rồi. Đi review quán này không biết tên quán là gì, không biết à, quán quán chị tên gì đấy để review nào. Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lạc Đường. Hôm nay thì Lạc Đường đi dự một buổi liên hoan các bác ạ. Vừa là để thưởng thức các món ăn và học hỏi thêm một chút ít kinh nghiệm cho mình. Chưa thử xe đón tận nhà các bác ạ. Bận lắm nhưng mà thôi cũng đi. Tên quán là Ngọc Hà Nấu Nướng Quán. Hay dạ, cái tên rất chỉ là hay. Mời lãnh đạo chuyên chương trình Lạc Đường Quán lên xe. Rồi ok. Đấy. Cho sạc pin nghe, không hết pin rồi. Rồi ok, có sạc pin. Bây giờ anh em ta hành trình nhá. Lên đường. Chuyến đi hành trình. Chỉ có 8 cây số thôi, không nhiều đâu. Rồi. Các bạn đi chơi với những người nổi tiếng này khớt phết đấy. Thể hiện không được tốt cơ luôn. Thật là xe này xe riêng hay là mượn đây? Xe riêng của em. Đại biểu đây. Đại biểu gì đây? À. Đại biểu khởi nghĩa huyện Yên Thế. Ai da. Chết. À, ngồi vào ghế đại biểu nó biểu là đi gì? Và sau 15 phút đi xe thì Lạc Đường đã đến với nhà hàng phố Lẩu Nướng Ngọc Hà và Cà Phê, địa chỉ ở Hoàng Mai 3, thị trấn Lĩnh, khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên, thành phố Bắc Giang. Và bây giờ thì Lạc Đường xin mời các bác cùng tham quan một vòng nhà hàng phố Lẩu Nướng Ngọc Hà, một trong những nhà hàng lẩu nướng đẹp và sạch sẽ, hiện đại bậc nhất của khu công nghiệp Đình Chám, thị trấn Lĩnh. Và các bác đang xem đó là không gian của tầng 1, một không gian mở và đã được nhà hàng đầu tư một cách rất bài bản và chuyên nghiệp. Các bác có thể quan sát thấy là nhà hàng đã rất đầu tư từ bàn ghế cho đến hệ thống bếp nướng không khói, rất hiện đại để đạt đến cái thương hiệu của nhà hàng lẩu nướng BBQ. Ngoài phòng khách chính mà các bác vừa tham quan ra thì nhà hàng còn một cái ban công ở phía sau để nhìn sang bên khu công nghiệp. View này cũng rất chi là đẹp các bác ạ. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục tham quan tầng 2 của nhà hàng. Trên tầng 2 này thì các bác có thể thấy là một loạt những bàn ghế bằng kính rất chi là đẹp và sang trọng. Ở trên tầng 2 phòng chính này thì với sức chứa khoảng trên dưới 60 người, rất thích hợp để tổ chức các bữa tiệc liên hoan như họp lớp, sinh nhật hoặc là liên hoan công ty. Còn đây là ban công của tầng 2 với sức chứa trên dưới 40 người và một cái view nhìn sang bên khu công nghiệp vào buổi tối cũng rất chi là đẹp và lãng mạn các bác ạ. Ngoài những phòng lớn và có không gian mở ra thì nhà còn có những phòng kín để dành cho những thực khách thích sự yên tĩnh và riêng tư. Và bây giờ thì Lạc Đường xin mời các bác cùng Lạc Đường xuống dưới phòng bếp của nhà hàng. Chúng ta cùng tham quan phòng bếp, nơi chế biến ra các món ăn ngon. Và phòng bếp là nơi mà Lạc Đường thích nhất. Bác bếp trưởng này đãi món gì đây? Hôm nay bếp trưởng đãi món lẩu riêu cua bắp bò này. Rồi lẩu bò thập cẩm, cộng với các món lớn Hàn Quốc, Nhật Bản. Ui, thế thì nhiều thế, sao ăn hết được? Ví dụ là nuôi không còn có phí thì là ok. Nhưng mà cái này nó có cả cái này, sách. Là cái bò gì? Đó là lẩu bò thập cẩm nên là không thể nói cho bác được. Đang làm đồng quán trước đây học đầu bếp thêm một thời gian nữa. đang phát triển thêm một cái nữa. Có gấp ba cái này. Có gấp ba cái này. Vâng. Ai giả được đây nhỉ? Và bây giờ thì Lạc Đường xin mời các bác cùng tham quan cuốn menu thực đơn của nhà hàng. Ngoài nấu nướng là món chủ đạo của nhà hàng ra, thì ở đây các bác có thể thấy là có rất nhiều món liên quan đến thịt châu bò. Nhà hàng còn có những combo nồi lẩu nước rất chi là bình dân để phù hợp với lại công nhân ở vùng này. Đây các bạn, chủ quán cái thế kia, chủ quán như Lạc Đường người độc xương không? Đây, các bạn có biết cái này là cái gì không? Áo. Đây là, bọn em gọi đây là lẩu súng đạn. Đó. Đấy, rất chi là tuyệt vời. Toàn những món ngon thôi. Đây có cuốn tim. Món này là tuyệt phẩm trong các tuyệt phẩm đây. Nhưng món này thì để cho bọn em ăn thôi, các bạn ăn thế nào được. Món này là một người khỏe, hai người vui. Đấy. Và chủ này có hai cái cửa hàng, đó là một là BBQ, hai là quán cà phê. Giờ Lạc Đường sẽ cùng các bác sang quán cà phê ngay sườn đây thôi, chị là đẹp. Với phương châm phục vụ khách hàng đầy đủ đến từng chi tiết, chủ nhà hàng đã đầu tư thêm một quán cà phê nước giải khát ngay cạnh nhà hàng nấu nướng của mình. Và đây là toàn bộ khung cảnh bên ngoài của quán cà phê, các bác có thể thấy này rất chi là rộng. Vào buổi tối khi ánh đèn đã được thắp lên thì ở đây cái view nó rất chi là đẹp và thoáng mát. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào bên trong tham quan và thưởng thức một số những đồ uống ở đây.
Cháu đang pha cái gì đây? Matcha đá xay. Matcha. À đúng rồi, thằng bé con nhà chú nó hay pha matcha đấy. Matcha đá xay. Ừ, đúng rồi. Món này ngon lắm. Món này ngon lắm á? Vâng. Ừ. Best seller của cháu đấy. À, thế à? À, cháu có thể giới thiệu về cái này được không? À, các nước, loại nước này được không? Đây là trà ô long thiên tử. Trà ô long thiên tử. Đây là trà sữa dâu tây. Trà sữa dâu tây. Ở kia là matcha đá xay. Còn đây là mojito. Mojito. Cháu người nhớ không? Cái này để mà thưởng thức hết đồ nước uống này nhà cháu có mất được mấy ngày? Uống hết. Được mấy ngày rồi. Menu của cháu nhiều lắm. Đến thầy giáo của cháu có phải sợ cái menu ấy. Thế là mới mở được 30 tháng 4 đến bây giờ. Vâng, mới mở được một tháng rồi. Một tháng. Giờ làm gì phải cần thời gian. Chú đây mất hai mấy năm làm bếp bây giờ có tiếp. Muốn thành công phải qua nhiều thử thách đúng không em? Xin chào nhá. Nhạc nó ban quyền đấy. Chắc chỉ là tuyệt vời các bạn. Hay là buổi trưa mình đi xe ô tô nó say nên đây uống cà phê ngon. À, thế em nào pha cà phê nhảy ra đây uống thế nào? Và như vậy là Lạc Đường vừa giới thiệu đến với các bác một số những đồ uống ngon của quán cà phê này. Và chúng ta có thể thấy là không gian của quán rất chi là rộng và rất chi là thoáng mát, rất phù hợp cho các cuộc hội họp hoặc là tổ chức sinh nhật. Bây giờ là đến giờ đi thưởng thức món ăn của nhà hàng Lẩu Lướng Ngọc Hà rồi. Các bác cùng theo dân Lạc Đường đến với bàn cơm ngày hôm nay nhá. Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi. Nhận lời mời từ các anh chị trong hội nhóm anh em chơi thân với nhau, Lạc Đường có mặt ở đây để dự buổi liên hoan gặp mặt và quay lại những thước phim đẹp để làm kỷ niệm cho mọi người. Và bây giờ thì Lạc Đường xin mời các bác cùng Lạc Đường trải nghiệm không gian buổi tối và những món ăn ngon của nhà hàng Lẩu Lướng Ngọc Hà này. Sao anh rồi anh? Chúng ta lên cho lưu nhanh nhá. Rồi, ok. Rất trưởng. Và đây là một trong những món đầu tiên của món lẩu bò thập cẩm. Và có thể thấy là nhà hàng đã đầu tư rất chi là kỹ càng. Từ cách trình bày đến cách sắp xếp rất chi là đẹp và bắt mắt. Tiếp tục là đến lẩu nướng thì đây là toàn bộ tất cả các món dành cho bàn lẩu nướng đây các bác. Và chúng ta quan sát thấy là nhà hàng đã rất chỉnh chu trong khâu trình bày cho các món ăn. Và các bác đang xem trên màn hình, đây là khoảng sân trời ở trên tầng 2, hướng ban công nhìn sang bên khu công nghiệp. Vào buổi tối thì cái view này rất chi là đẹp các bác ạ. Cả nhà ta lên hình nhá. Hôm nay là tối tôi à. Đầu tiên của nhóm bằng nghĩa nhà mình nhỉ. Em ra thay mặt nhóm chúc sức khỏe tất cả các chị các em nhá. Lần đầu tiên tôi đến huyện Việt Yên mà có một cái quán đẹp như này. Đấy. Rất dạ, mong được chúc mừng các em nhé. Nào, bây giờ đến Diễn. Nào. À, chương trình báo cáo với tất cả chị em đây là Ngọc Diễn đẹp trai nhất Bắc Giang. Đã về đến quán lẩu nướng Ngọc Hà IQ tại thị trấn Đánh Việt Yên Bắc Giang. Ngay ô tô Đồng Vàng. View rất đẹp, tôi rất phấn khởi về đây. Hôm nay có cái chương trình ăn uống lẩu rất ngon, giá rẻ hợp lý nhá. Cô có những món gì đây? Các loại món, quán tôi không thiếu gì món cả. Món. Giới thiệu với em, anh đây là món nộm sứa và đặc sản của những vùng quê ở Bắc Giang mới có. Ây, sứa là ấn biển. Đây các bác này, đây là nộm sứa. Đây là sứa trắng. Chỉ có bím bò này rất là ngon. Đặc sản ở đây thôi. Nói cho bím, bím đậu bím. Đây là đĩa đuôi bò này các bác. Miếng ngon lắm, à. Cầm miếng bây giờ quay lên cầm miếng. Wow. Này là đầu bếp họ đã linh tương đối dừ rồi. Giờ này, em cảm ơn các anh đã mời em đến dự bữa tiệc này. Em mời các anh và chúc mọi người sức khỏe. Tối hôm nay vui vẻ. Rồi, em mời anh Nhật Chát, chúc anh sức khỏe, nhiều thành đạt. Rồi, cảm ơn anh. Chúc chú hôm nay tổ chức một cuộc các chương trình rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh. Ăn cái này. À, các chị ơi, em ý kiến là các anh ấy bảo em sang đại diện mời các chị một chén.
sau đó nữa là các chị ăn xong là bắt taxi về, còn mấy anh em lại đi chơi tiếp. Go, 2, 3, 1, 2, 3, go. Và đến lúc này là giờ cao điểm của nhà hàng. Lạc Đường quan sát thấy là có rất nhiều những bạn trẻ và một số những gia đình tổ chức cho cả nhà đến đây thưởng thức món lẩu nướng và món lẩu bò thập cẩm. Mọi người có thể gọi điện đặt bàn trực tiếp với lại chủ nhà hàng qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc các bác có thể đến với địa chỉ nhà hàng phố lẩu nướng Ngọc Hà và Cà Phê, địa chỉ là Hoàng Mai 3, thị trấn Lĩnh, khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên, thành phố Bắc Giang. À, cháu đến đây ăn lần nào chưa? Cháu đến đây lần đầu tiên chú ạ. Lần đầu tiên à? Cháu thấy cái quán này rất là đẹp chú ạ. À, cái view rất đẹp đúng không? Vâng, view rất đẹp. Món ăn rất ngon đấy các cháu ạ. Ngon đấy. À, hai thằng đi với hai cô gái xinh như thế này. Rồi, chúc các cháu một buổi tối vui vẻ nhá. Vâng, và sau khi ăn nhậu xong thì lên karaoke các bác. Rất chi là tuyệt vời. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy chứ. Con hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Này cảm ơn mới lại bắt tay mãi vẫn chưa được về, chết gì. Giờ thì Lạc Đường về quán thôi. Đúng rồi, chúng ta là Lạc Đường. À, nhìn quen thế. Cháu hay xem TikTok chú lắm ấy, à thế à. Rồi, cảm ơn các cháu rất nhiều. Đâu sẽ nào. Ôi, hôm nay uống nước thôi à? Vâng. Trên chú là toàn đi uống bia thôi. À thế ạ. Nào bắt tay các bạn trẻ các nào. Đấy, cô Phương ạ, cháu nhìn sang cháu nhận ra luôn. Thế là đây là khách ruột đấy, khách thường xuyên đấy. Vâng, bọn cháu là anh em rồi. Bọn cháu là anh em thân thiết, ngày nào cũng vào đây uống nước. Nào vào đây uống nước à? Ừ, rồi cảm ơn các cháu nhé. À, chú ở đây cả buổi chiều rồi. Giờ là về. Ui giời, thế mà chú sáng từ 3 giờ chiều, anh em mà bay lướt lờ trên bầu trời, rất tình chiều rồi. Cô Phương chả gọi cháu sang uống rượu, uống cái gì. Đây, nó mừng ở đây rồi. Đây không biết. Đây để dịp khác vậy. Ở đây dịp khác nhá. Nhìn chú nấu ăn hơi bị ok đấy. Đây, chú nấu ăn ok lắm đấy. Chú có nhà hàng to lắm. Vâng, cháu xem suốt mà. Thôi, cảm ơn chị nhá. Em về đây. Anh Hải đưa em về nhá. Rồi, rồi. Em là chị em mình lại gặp nhau sau nhá. Ừ, rồi. Nào lên em đãi chị bữa tuyệt đỉnh luôn. Ok luôn. Món ăn rẻ tiền nhưng lại là phú ông luôn. Giờ thì Lạc Đường sẽ về quán đây nhận dạy học viên tiếp. Cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đầu ô tô đổi ta. Lạc Đường xin cảm ơn các anh các chị đã tạo điều kiện cho Lạc Đường có một buổi tối rất chi là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.